Rồi, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái video, nói chung là sẽ mang lại rất nhiều những cái thông tin bổ ích cho anh em. Không phải riêng về nuôi bồ câu đâu anh em. Thì mình sẽ làm về nội dung là mình khởi nghiệp hoặc là mình làm gì khi trong tay mình chỉ có 20 triệu. Có thể là 10 triệu cũng được anh em nhé. Nhưng mình muốn lấy con số 20 triệu. Tại vì mình ngoài cái việc chăn nuôi thì cần phải mua giống ra thì mình cũng phải đầu tư thêm một chút về cái việc mà chuồng trại, thì mình sẽ lấy con số 20 triệu. Tại vì đối với những anh em mà quyết định khởi nghiệp hoặc là làm một vấn đề gì đó thì anh em thì mình nghĩ là cái số 20 triệu này thì cũng không phải vấn đề đâu anh em. Thì mình sẽ chốt được con số là 20 triệu. Đây thì mình trao đổi luôn cho anh em ha. Mình làm gì đối với 20 triệu này? Thì có thể là mình nuôi rất nhiều loại. Mình có thể nuôi vài chục thứ, không đếm được. Có thể là đây là mình liệt kê này, 20 triệu anh em có thể mua được một con bò, 20 triệu anh em có thể mua được một con trâu, 20 triệu anh em có thể mua được một đàn gà, 20 triệu anh em có thể mua được một đàn thịt con, 20 triệu anh em có thể mua được vài con dê, 20 triệu anh em có thể mua được chưa đến chục con heo. Heo đây là mình nói là heo rừng lai nhé. Tại vì heo rừng lai ấy, nó giá trị kinh tế rất là cao. Nó khác với nuôi heo mà heo trắng ấy. Thì nói chung 20 triệu có rất nhiều sự lựa chọn cho anh em. Đây là mình không chỉ dẫn đường cho anh em nuôi cái gì đâu. Đây là mình sẽ phân tích cho anh em là 20 triệu là nuôi cái gì để cho nó hợp lý. Gà đi, mình nói về gà, nuôi gà công nghiệp 20 triệu thì có thể là mình nuôi được một đàn gà cũng khá đấy nhỉ. Nuôi gà thì tầm khoảng vài tháng thì mình đã có thể xuất bán được rồi. Nhưng mà đối với 20 triệu anh em, đối với 20 triệu thì anh em chi phí đầu tư chuồng trại mua gà, anh em khi mà bán ra một con gà thì một ký của nó thì tầm khoảng bây giờ là 45-50 ngàn đấy, cho là mình bán giá xỉ ấy. Thì anh em thử tính đi, nuôi vài tháng trời bán ra giá đó, và chưa kể đến việc là nó sẽ bị bệnh, nó sẽ bị dịch. Mỗi lần dịch là gà có một cái rất mệt mỏi, nó là nếu mà nó dịch bệnh thì đi cả đàn anh em, nó sẽ chết cả đàn. Còn mua heo rừng lai đi, 20 triệu thì chi phí chuồng trại của nó là mình cho là 5 triệu đi. Thì mình mua được tầm khoảng 8 đến 9 con heo con về nuôi. Nuôi heo thì lại cực kỳ vất vả hơn nữa. Bán ra nếu mà để con heo mà từ khi nó lớn lên mình xuất bán từ khi mình thích nửa năm đến một năm anh em ạ, sẽ khoảng thời gian nó rất là lâu. Nó heo rừng nhá. Còn nếu mà mua heo nái thì anh em không có tiền đối với cái giá 20 triệu đâu. Nếu mà anh em có tiền mua heo nái về đẻ thì nó đỡ tốn chi phí hơn, vì về nó đẻ một lần đẻ nó đẻ hơn chục con đi. Nhưng mà nuôi heo, mua heo nái thì cực kỳ đắt. Nuôi dê đi, dê thì cũng chi phí bỏ ra rất là cao, chuồng trại anh em chăm sóc cực kỳ mệt. Nhưng mà bây giờ mình quay trở lại cái việc nuôi bồ câu đi. Nuôi bồ câu nha, đúng với 20 triệu cái lồng, chi phí chuồng trại bỏ ra thì anh em thì tầm khoảng 4-5 triệu thôi là anh em đã có một cái mà chuồng trại của nó đẹp đấy nhá. Mình đang tính là đẹp và chuẩn đó. Còn con giống của nó thì anh em nó đã có được khoảng gần, đây là mình tính cho anh em này, hơn chục cặp anh em, hơn chục cặp chắc chắn luôn. Tất cả chi phí trừ cám anh em bỏ ra, cái này chuồng trại thì em có một cái
một công ty đang khai xuất hiện nhiều. Chim bồ câu một tháng nó đẻ hai lứa, hai ba lứa nha. Nếu mà anh em mà có thể chiêu mà ép chim bồ câu đẻ như chặt của mình nhỉ, thì tháng nó đẻ được ba lứa đấy. Nhưng mà đây mình nói với em mô hình ít á, thì một tháng nó đẻ hai lứa thì anh em đã có thể nhân rộng từ những cái cặp chim bồ câu bố mẹ, từ những cái cặp chim bồ câu con đây nhá này. Con nào mà nó đẹp á, con nào nó đẹp thì mình có thể nhân giống nó đây nhé. Cặp mà siêu đẹp thì mình sẽ chỉ cho anh em cách là nhân giống từ chính nó luôn, rồi nó sẽ trở thành chim giống để anh em nuôi. Cám của nó thì cực kỳ dễ, là cám con cò và bắp, những cái thức ăn kiếm cực kỳ dễ, nó dễ hơn là mình phải đi bắt đầu mình phải đi trồng cỏ, nuôi bò nuôi dê là mình phải đi trồng cỏ, đúng không anh em? Nuôi cỏ nuôi bò vài tháng bắt đầu mình có cỏ cho nó ăn, anh em phải đi chăn rất là cực, anh em phải đi chặt keo này, anh em phải đi dê cắt cỏ cho bò cho dê này, rất là mệt luôn. Còn cái này là mình mua cám về, mình mua bắp, anh em nào mà đất rộng anh em nuôi mua bắp giống anh em về trồng, không phải tốn chi phí về cái nguồn bắp nữa, anh em chỉ cần cám được cám này, cám con cò cũng không đắt lắm anh em nhé. Cái chi phí để mình mua cám con cò thì không đắt lắm, trong khoảng bây giờ giá nó là 200 mấy á một bao á, một ngày anh em chỉ ăn một nắm thôi, một cái là anh em một lần ăn thì nắm thôi, nó không có tốn lắm anh em. Nên anh em 20 triệu thì anh em có thể để mình tính những cái chi phí này, mình khoảng trên 20 cặp là chim bồ câu rồi mình nuôi rồi đấy. Còn cái việc mà chim bồ câu nó khác với các loại khác như gà hoặc là heo thì nó không bị dịch bệnh tàn phá. Đây, anh em có thể thấy không? Đây, cặp chim bồ câu bố mẹ đẻ này, đây là hai quả trứng này. Một tháng nó sẽ đẻ như thế này. Chim bồ câu ra ràng, đây mình nói thêm cái nguồn đầu ra kênh nông dân làm giàu của mình là bao đầu ra luôn cho anh em nè. Đối với người nông dân mà nuôi bất cứ con vật gì thì việc đầu ra là việc quan trọng nhất. Hầu như ai nuôi thì họ không có cái nguồn đầu ra ban đầu thì họ sẽ kiếm đầu ra. Là ở những cái khu vực đó mà chưa nuôi bồ câu mà mình nuôi bồ câu thì chắc chắn 100% anh em là mình sẽ thành công. Mình cung cấp ở cái địa phương đó, nhà quán ăn này, nhà hàng này, siêu thị này, tất cả những điểm bán lẻ người dân họ ăn mua về ăn này, thì chim bồ câu từ lúc nó nở đến lúc mình bán chim bồ câu thịt á thì tầm của nó là 25 đến 30 ngày là mình đã bán được rồi, cực kỳ nhanh không. Nuôi gà làm gì có anh em có chuyện 25 ngày anh em bán, nuôi heo làm gì có chuyện nó tính bằng nửa năm đến một năm mình mới xuất mình bán được, còn chim bồ câu này 25 đến 30 ngày là mình đã bán được rồi. Tuy giá cả những khu vực địa phương mà anh em có thể bán xỉ giá khác này, bán lẻ giá khác này, thì có rất nhiều cái thuận lợi để mình lựa chọn con chim bồ câu làm cái việc khởi nghiệp cho mình. Anh em có thể search trên YouTube hoặc là Google thì anh em có thể thấy là nuôi chim bồ câu có rất nhiều người cực kỳ hoành tráng, cực kỳ là thành công. Mình ở Trạng Nguyên thì mình cũng cấp giống cho rất nhiều người ở Việt Nam mình, thì hầu như là có một cái phản hồi đều rất tốt, anh em nhiều người rất là thành công và mình rất mừng về điều đó luôn. Đấy, chim bồ câu anh em cho anh em tận mắt thấy này, chim bồ câu ra làng. Đây là cặp chim bồ câu con đây anh em ạ, con này là tầm khoảng chục ngày, cái chục ngày đó anh em thấy nó to cỡ này, dòng này là dòng siêu thịt anh em ạ, dòng này là dòng siêu thịt anh em nhé. Nuôi chim, đây là mình lưu ý thêm một cái nữa, nuôi chim để mà thành công anh em, tuyệt đối anh em đừng có nuôi chim bồ câu ta nhé. Chim bồ
bồ tang, nó chim bồ câu người ta nuôi thả bay trên trời á. Đó là chim bồ câu tang, con nó cực bé, con cực bé khoảng vài lạng con. Còn anh em thấy chim bồ câu thêm khoảng lạng, hôm nay mình mới có giá trị, mình mới có lời được. Chim bồ câu, nuôi chim bồ câu thì anh em bây giờ cũng cực kỳ quan trọng. 25 đến 30 ngày là mình đã có thể bán chim bồ câu nó chết, năm lạng hết. Và những cái nhà hàng cực kỳ thích cái thịt giống thịt của công ty đang sản xuất thịt anh em nhé, tại vì cái chất lượng thịt của nó và thơm nó rất là tuyệt vời luôn. Thì từ những cái nội dung vừa rồi thì anh em có thể tham khảo thêm về cái việc mà khởi nghiệp của mình. Mình hay nói là có nhiều như em là bỏ phố về làng, mình hay dùng từ là bỏ phố về làng. Là mình cái việc khởi nghiệp của mỗi người nó có khác nhau. Nhiều người thì đang làm công việc này thì mình quyết định về quê, mình mở trang trại, mình nuôi con này con kia, thì đó cũng là một cái để anh em tham khảo thêm. Từ 20 triệu mình có thể làm gì, đó là một cái kiến thức mình nghĩ là cũng cực kỳ hay đó. Có thể là 10 triệu anh em cũng có thể nuôi chim bồ câu, cũng phải là 10 triệu, 5 triệu anh em đã có thể làm được cái chuyện đó rồi. Là mình nói 10 triệu, 20 triệu là cái số tiền bỏ ra, cái chi phí nó cực kỳ ít á. Còn đối với anh em nuôi những cái loại con vật khác thì nó không có giá đó đâu anh em ạ. Chỉ bồ câu thì giá trị á, cái độ bổ của nó anh em cung cấp thịt cho gia đình đó. Một con chim bồ câu ra ràng này thôi nó bằng 3 con gà nhỉ, cái độ dinh dưỡng của nó bằng 3 con gà đấy. Đấy, rất là giá trị luôn. Rồi thì video hôm nay của mình đến đây thì cũng xin tạm dừng nhé. Thì hy vọng anh em sẽ có những cái kênh tham khảo để anh em quyết định để khởi nghiệp như thế nào trong năm mới. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả mọi người.